Thư Nguyễn lột xác ngoạn mục khiến dân tình ngỡ ngàng, hé lộ lý do quyết định trùng tu nhan sắc. Sau khi gây sốt cộng đồng mạng với hình ảnh lột xác ngoạn mục, Thư Nguyễn bất ngờ thừa nhận cô đã trùng tu nhan sắc sau khi giải nghệ. Mới đây, YouTuber Thư Nguyễn bất ngờ đăng tải bộ ảnh mới với diện mạo khác lạ khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng. Theo đó, cô nàng diện một chiếc váy đen phong cách sexy, khoe dáng vóc mảnh mai cùng đôi môi gợi cảm, mà lột xác của Thư Nguyễn đã làm mưa làm gió trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Có thể thấy hình tượng đầm hay dây, trang điểm đậm nét khác hoàn toàn so với Thư Nguyễn trước đây. Nếu theo dõi cô nàng từ lâu, hẳn bạn sẽ quen thuộc với một chị Thư Nguyễn mộc mạc, gần gũi, luôn thể hiện sự đáng yêu, ngọt ngào. Dưới phần bình luận, không ít cư dân mạng suýt xoa và dành lời khen ngợi cho sự thay đổi của Thư Nguyễn. Nhiều người cho rằng cô rất phù hợp với phong cách này vì trông cô cá tính, thu hút và xinh đẹp hơn rất nhiều. Tuy nhiên, vẫn có một số khán giả bày tỏ sự tiếc nuối và mong muốn Thư Nguyễn quay về hình ảnh giản dị thời còn làm YouTube. Chia sẻ về lý do tái xuất với hình ảnh mới, Thư Nguyễn thừa nhận bản thân đã phẫu thuật thẩm mỹ vì tôi thấy tôi xấu. Cụ thể, nữ YouTuber cho biết mình từng bị body shaming nên cô muốn lấy đó làm động lực để thay đổi. Ngoài ra, Thư Nguyễn cũng nói thêm cô muốn truyền cảm hứng cho những ai vẫn đang tự ti về ngoại hình. Hãy luôn trau dồi kiến thức và kiếm tiền để nâng cấp bản thân. Trước đó, Thư Nguyễn từng là một trong những YouTuber đình đám tại Việt Nam với gần 10,5 triệu lượt đăng ký. Thế nhưng, dù là kênh dành cho trẻ em, nhưng Thư Nguyễn liên tục vướng vào những lùm xùm như video có nội dung phản cảm, mê tín dị đoan, ảnh hưởng xấu đến trẻ. Đến tháng 12 năm 2023, nữ YouTuber tuyên bố giải nghệ và ở ảnh một thời gian. Hiện kênh YouTube Thư Nguyễn đang được một người khác quản lý. Tuy vậy, rất nhiều khán giả vẫn mong chờ cô nàng tái xuất trên nền tảng video này, đặc biệt là khi Thư Nguyễn vừa có màn trùng tu nhan sắc đầy ấn tượng.